Hôm nay thầy tiếp tục hướng dẫn cho các em tiếp tiết 2 bài 25 là máy điện tư chiều và máy biến áp 3 pha. Hôm trước mình đã học tới đây rồi. Cách nối dây máy biến áp thì mình học được cách nối thứ nhất là sơ cấp, hình sao, thứ cấp, hình sao có trung tính. Giờ ta tiếp tục học. Thầy coi này nha. Đây là hai la mã. Hai la mã là máy biến áp. Máy biến áp. Mình học tiếp tục với phần cắt. Cắt nối dây. Nói vậy thì hả, mình học được cách thứ nhất là sơ cấp nối hình sao, thứ cấp nối hình sao, trung tính. Thì cái hình hôm đó là giờ thầy vẽ lại. Vẽ lại cái hình này. Z là cụ sơ cấp, này là cụ thứ cấp, này là cụ dây. Các em có chú ý một điều là khi mình vẽ cuộn dây này thì những cái đầu cuối này I, Z nằm phía trong, còn cái A, B, C là đầu nằm phía ngoài. Rồi mình tiếp tục cách nối dây của máy biến áp. Cách thứ hai đó là sơ cấp nối hình sao, thứ cấp nó tam giác. Sơ cấp nói hình sao, thứ cấp nó tam giác. Sơ cấp nói hình sao, thứ cấp nó tam giác. Đó là các em vẽ này. Các em vẽ đi, các em vẽ. Các em cũng vẽ được ba cuộn dây, ba cuộn này, ba cuộn sơ cấp, ba cuộn sơ cấp là A, B, C, này đầu cuối X, Y, Z, Y, Z. Đầu này đầu cuối. Giờ sơ cấp nói hình sao, lấy ba điểm cuối mình nói chung lại, nên mình vẽ cái lõi thép. Đó, này là cái này là lõi thép, đây là cuộn dây, có ba cuộn dây, ba pha thì có ba cuộn dây. Thêm mình vẽ cuộn thứ cấp thì nó cũng có ba cuộn dây. Cuộn thứ cấp này là đầu nằm phía ngoài đầu, phía trong này là đầu cuối,
cuối. Phần cuối cụm thứ cấp là viết bằng chữ thường. Cụm chung là ký hiệu cụm thứ cấp thì viết bằng chữ thường, còn ký hiệu cụm sơ cấp thì chữ ký hiệu bằng chữ in. Chưa? Và cái này nó hình tam giác. Nó hình tam giác thì mình lấy đầu pha này nối với cuối pha kia lần lượt theo thứ tự. Đó. Lấy đầu pha này nối với cuối pha kia lần lượt theo thứ tự. Đó. Đầu pha này nối cuối pha kia lần lượt theo thứ tự. Đó, nó là nói hình nó tam giác. À, cách nói thứ ba là sơ cấp nói tam giác, thứ cấp nói hình sao có trung tích. Hình sao có trung tích. Cách nói thứ ba nói hình sao có trung tích. À, các em vẽ đây. Tiết này hồi mình sẽ làm bài tập luôn. Làm bài tập. Bài tập nó có 3 dạng bài tập. Nha, cũng tương tự. Tương tự các em cũng vẽ 3 cụm dây. 3 cụm dây. Vẽ 3 cụm dây. Đó. Này là A, B, C. Này là X, Y, Z. Cụm sơ cấp nói hình tam giác. Tam giác. Đó, lấy đầu pha này nói cuối pha kia lần lượt theo thứ tự. Lần lượt theo thứ tự. Đó. Đầu pha này nói cuối pha kia lần lượt theo thứ tự. Là loại thép. Cuộn thứ cấp cũng dễ vậy. Thứ cấp. Thứ cấp. Này là đầu cuối này, X, Y, Z. A, B, C. Đó. Em nhớ là cái đầu cuối thì nằm phía trong. Cái này nói sao có trung tính. Nói chung là có trung tính. Đó, sao có trung tính. Đó là ba cách nói dây. Ba cách nói dây của máy vi ngắt. Rồi tiếp theo qua phần ba nhỏ. Ba nhỏ là nguyên lý làm gì? Nguyên lý làm gì? Nguyên lý làm gì? Thì nguyên lý làm việc của máy điện thì nói chung mà tất cả làm việc theo nguyên lý cảm ứng điện từ, thì nguyên lý của cái máy biến áp là như vậy. Cũng nguyên lý là làm gì tên nguyên lý cảm ứng điện từ. Cái gì là máy biến áp soi chiều ba pha làm việc theo nguyên lý cảm ứng điện từ. Nói chung là tất cả các máy điện đều làm việc theo nguyên lý cảm ứng điện từ. Thì ở đây người ta có kêu các em nhắc lại bằng các kiến thức đã học, mình nhắc lại cái công thức tỷ số máy biến áp. Công thức tính tỷ số máy biến áp thì do đây người ta không có kêu mình chứng minh, là kêu mình ghi lại công thức. Thì để chứng minh công thức này phải có điều kiện
trong máy biến áp là cái nhất là điện trở, điện trở trong dây quấn, bỏ qua điện trở dây quấn, rồi bỏ qua cái từ thông tản ra không khí, rồi bỏ qua tổn thất đó, thì người ta mới đọc được cái công thức và cái điều kiện lý tưởng. Thì ở đây người ta xét lên điều kiện đó thì mình mới có cái tỷ số máy biến áp. Tỷ số biến áp thì cái gì? Tỷ số biến áp pha, tỷ số biến áp pha, tỷ số biến áp pha là mình có K pha bằng U pha 1 trên U pha 2 bằng N1 trên N2. Đó. Thứ hai là tỷ số biến áp dây, tỷ số biến áp dây thì mình có K dây, K dây bằng U dây, U dây 1 trên U dây 2. Đó, tỷ số biến áp dây, tỷ số biến áp pha, tỷ số biến áp dây. Cái U pha 1, U pha 1 là cái điện áp pha, điện áp pha của cái cuộn sơ cấp, nó có số 1, có số 1 này là cuộn sơ cấp, còn có số 2 là cuộn thứ cấp. Ví dụ như cái này nè, điện áp pha, điện áp pha, điện áp này U pha 1 đó. Còn cái điện áp này ở đây nè là U pha 2, U pha 2 đó, U pha 2. Còn N1 là số dòng dây, số dòng dây quấn của cuộn sơ cấp, N2 là số dòng dây quấn của cuộn thứ cấp. Này tỷ số biến áp dây thì có U dây 1, U dây 1, U dây 1 ở đây này, U dây 1, U dây 1 còn ở đây U dây 2, U dây 2, U dây 1, 1 là cuộn sơ cấp, U dây 2 là cuộn thứ cấp. Thì cái điện áp dây, điện áp dây là điện áp giữa hai dây pha, còn điện áp pha là điện áp giữa một dây pha và một dây trung tích. Thì cái đó các em phải nhớ nhớ nhớ. Rồi bây giờ mình xây dựng công thức để mình làm bài tập, làm bài tập, xây dựng công thức để làm bài tập. Và trước hết mình cái bài tập này thì nó có bài tập như vậy, mình xây dựng công thức trước, thì muốn xây dựng công thức đó thì mình phải nhớ được, cái công thức quan hệ giữa dây và pha, công thức này đó, công thức quan hệ giữa dây và pha. Công thức này khi nói hình là sao thì mình có y dây bằng y pha, u dây bằng căn ba là u pha. Khi nói hình tam giác thì mình có u dây bằng căn ba là u pha, u dây bằng u pha. À, thì nhớ nhớ bốn công thức đó. Giờ đây, giờ mình tính cái tỷ số biến áp, tỷ số biến áp pha thì mình bằng N1 trên N2. Giờ mình tính cái lập cái công thức mà mình tính cái tỷ số biến áp dây, tỷ số biến áp dây, biến áp dây này, tỷ số biến áp dây là K dây, K dây bằng U dây 1 trên U dây 2. Là mình nhớ ghi lại cái này đó, bằng giờ bằng cho cái khó là cái mình xây dựng công thức như này là
Vậy u dây một, u dây một ở đây, mà u dây một mình là nói hình sao, nói hình sao, nói hình sao đây, nói hình sao thì mình có u dây bằng căn 3 lần pha, vậy mình thế ở đây bằng căn 3 lần u pha một, đó, thế cái u pha một là bằng u dây dựa vào công thức này. Tương tự ở đây cũng bằng căn 3 lần u pha 2. Đó, mình đơn giản hai này đi. Đơn giản hai căn 3 đi. Thì nó còn u pha 1 trên u pha 2. U pha 1 trên u pha 2 bằng cái là 1 là 2, cái này nó bằng luôn. Vậy cái này trường hợp này là kj bằng k pha. Đó, kj bằng k pha. Cái trường hợp số 2 mình cũng đi lại kj bằng uj1 trên uj2 bằng bằng tiếp là các em thấy vậy bạn, các em thấy vô đi các em làm này đi, các em làm này. À, các em thấy chưa? Tương tự u dây 1, cái ga này mình nói hình sao, nói hình sao mình có căn 3 lần u pha 1, nó hình sao, nó hình sao nhìn như đây, nó hình sao thay cái u này bằng nghe cái cuộn sơ cấp thứ cấp nói hình tam giác, nói hình tam giác cơ mình có u dây bằng u pha thì cái này bằng u u pha 2. Thì mình so sánh cái này với cái này, u v 1 trên u v 2 là bằng k, vậy cái này là mình bằng k pha nhân căn 3, k pha nhân căn 3. Tiếp tục cái này mình có k dây, k dây bằng u dây 1 trên u dây 2 bằng, giờ cái cuộn sơ cấp mình nói tam giác, nói tam giác thì mình có u dây bằng u pha thì mình thế u pha vô, còn cuộn thứ cấp là nói hình sao nên mà mình bằng căn 3 lần u pha 2 u pha 1. Cái này các bạn so sánh hai cái này, u pha 1 trên u pha 2 là bằng k pha, vậy cái này mình bằng k pha chia căn 3. Đó, k pha chia căn 3 căn 3. Đó là công thức. Rồi, bây giờ các bài tập. Bài tập giờ để thầy tóm tắt cái bài tập, thầy bôi đi cái này không, thầy không bôi được cái này, không bôi được. Giờ cái bài tập hãy đọc cái bài tập, đọc bài tập, các em có thể lấy tập viết cái ghi bài tập. Một máy biến áp ba pha, mỗi pha dây quấn sơ cấp có 11.000 vòng, mỗi pha dây quấn sơ cấp như là N1 bằng 11.000 vòng.
mọi việc thời gian quân sơ cấp có 11 hàng dòng và dây quấn thứ cấp có 200 dòng chứ N2 bằng 200 dòng bằng 200 dòng dây quấn máy biến áp mắt theo kiểu sao sao tam giác dây quấn mắt theo kiểu sao tam giác là cái trường hợp này và được cấp bởi u dây bằng 22 kg bằng 22 kg u dây bằng 22 kg kg carbon u hai bằng 22 kg hãy đọc lại một máy biến áp 3 pha mỗi pha dây quấn sơ cấp có 11.000 vòng và dây quấn thứ cấp có 200 vòng dây quấn của máy biến áp mắc theo kiểu sao trung tính và được cấp bởi nguồn u dây bằng 22 kg hãy thì là câu A vẽ sơ đồ đấu dây sơ đồ đấu dây là vẽ sơ đồ này vẽ sơ đồ đấu dây câu B là tính hệ số biến áp dây và pha tính là hệ số biến áp dây K dây K pha câu C là tính điện áp dây và điện áp pha của cụm thứ cấp tính điện áp dây và điện áp pha của cụm thứ cấp đó cụm thứ cấp là 2 điện áp dây điện áp pha tính hệ số biến áp dây hệ số biến áp pha thì cái bài tập này em áp dụng cho ba cái dạng này như là cái dạng một là mình làm theo kiểu sao trung tính thì các em tự mình cho cái bài tập này nói theo kiểu sao tam giác cái tiếp theo các em cho nói theo kiểu tam giác sao trung tính thì có bài tập các em làm ba kiểu này đó ba kiểu bài tập được chưa rồi giờ cái này mình có công thức này sẵn rồi k dây bằng k pha mà k dây bằng k pha là bằng n1/n2 đúng không mình thấy vô bằng n1/n2 bằng 11.000 vòng chia đi 200 vòng thì cái này là bằng 55 đó hệ số này bằng 5 hai cái này bằng nhau luôn k dây bằng k pha bằng 55 k dây bằng k pha bằng 55 xong đó cái dây là các pha bằng 5 lần rồi giờ mình tính tính u dây hai là tính này u dây hai nhưng này u k dây với k pha mình tính rồi giờ mình tính u dây hai giờ có u dây hai nè k dây nè k dây bằng u dây 1 trên u dây 2 bằng chia u dây 2 bằng u dây 1 chia k dây đó chia k dây cái này bằng 22 kg đổi ra bằng 22.000 won đó đây là 22.000 won chia đi 55 chia 55 thì cái này nó bằng là 400 V 400 V này nó bằng 400 V đó, này nó bằng 400 V đó mình tính ra được
UV2 bằng 400V. Rồi giờ mình tiếp nè, mình tính UV2 nè. UV2 cái UV2 UV2 mình không có tính nữa, mình không có tính nữa, cái UV2 mình không có tính nữa, mà mình dựa vào cái quan hệ giữa điện áp dây và điện áp than, mình dựa vào đây, dựa đây. Giờ mình có cái cuộn thứ cấp này nói hình sao, thứ cấp nói hình sao, do đó mình có này đó, mình chia ra, mình lý luận là do thứ cấp nó hình sao, nên mình có UV2 bằng căn 3 lần U pha 2. Mình chia ra U pha 2 bằng UV2 chia căn 3 này bằng 400 chia căn 3 volt đó. Cái do cái thứ cấp này nói hình sao nên mình có UV2 bằng U pha 2 chia U2 bằng UV2 chia căn 3. Thì đó, cái bài tập là vậy. Thì các em làm hai bài tập còn lại cũng tương tự vậy. Cái đề bài tập thì nó cũng giống như bài này, nhưng mà mình tự cho là cái cách nói thì mình làm. Thì cái bài này đến đây là hết, hai tiết là hết. Thì tiết sau thầy sẽ dạy cái bài động cơ. Thì các em cố gắng coi và làm bài tập. Nếu có gì không hiểu thì hỏi thầy. Tiết học hôm đến đây là hết. Thầy chào các em.